Hiếu Minh cảm ơn các bác hãy đeo tai nghe thật được chất âm trực chiến ngoài trời Đô Nam MUF phối ghép với một combo của JD gồm cẩy bãi JD công suất là 800W một kênh đánh được tốt hai cặp loa này và một con vang JD vang số cộng với một micro của DBL Tix. Sáng lắm các bạn, Hiếu Minh lại đánh đôi ghép với một đẩy của JD Class D tuyệt vời. Hiếu Minh chỉ một đôi ngoài trời, trực chiến không nghe. Ở trong cây nhà lá vườn thôi, nhờ thanh niên Hà Nội. Cái đôi vườn rất hay luôn. Con vang này tiếng vườn rất hay. Như vừa rồi ấy, Hiếu Minh nhá, là Hiếu Minh test trực chiến một đoạn ca khúc test ngoài trời đánh trực chiến Đô Nam MUF, thật sự luôn tiếng nó quá phê các bạn. Đánh không phải xốp các nhá. Thì hiện tại em đang phiên bản hai phiên bản màu, đó là Bạch Công Tử và Hắc Công Tử. Đấy. Phiên bản màu trắng và phiên bản màu đen. Thì đây tiện đây em nên luôn cấu hình bộ dàn cho các bác anh em tham khảo luôn, thì em sẽ test thêm đoạn nhạc nữa để các bác cùng nghe chi tiết phần hát cũng như là phần nhạc cũng như là phần nội thất. Hiếu Minh đã review kỹ rồi. Thì đây bác thấy này, combo này nhá, em đang phối ghép trên là con đẩy JD. Vì hôm qua em về lô la JD cùng với đẩy này, thì hôm nay em mới được dọn này. Những bác nào cần những dòng đẩy thiết kế gọn, nhẹ, khỏe, bền, hay thì đây là dòng đẩy đáp ứng nhu cầu bác. Đấy. Công suất hoạt động của nó là 850W bác nhá. 850W trên một kênh. Đấy. 850W một kênh bác nhá. Con đẩy JD. Model của nó là JD 800i. Đấy, JD 800i. Và cái thứ hai nữa là bác có thể thấy đây này, em phối ghép đây là giá cực kỳ hợp lý cho bác nhá, với công suất 850W một kênh. Con đẩy hiện tại Hiếu Minh đang chào bán cho anh em với mức giá là đẩy đâu, đẩy là 3.8 bác nhá. Con đẩy JD là 3.8 này. Con vang JD vang số nhá là 2.500.000 đồng. Và Đô Nam MUF giá là 10.000.000 đồng. Nhà giá đang giảm giá mùa hè đấy, bình thường những đôi loa này anh em thị trường đang bán khoảng 11 thì mình bán là 10. Con đẩy JD này bình thường anh em phải bán 1.5 triệu đến 5 triệu thì mình bán 3.8 triệu. Và vang JD thì bán 3.2 triệu thì mình bán có 2.5 triệu thôi. Và bộ mic 450 25 là 3.4 triệu. Và tổng combo này các bác chơi một đôi loa bắt 30 với tổng combo này thì với trị giá là chỉ có 19.700.000 đồng. Thì trong đó là vang với mic là hàng mới, được bảo hành 2 năm, đẩy với loa bảo hành 1 năm bác nhá. Những đẩy mà tuyển đẹp như ngày hôm nay. Con này máy Class D là có thể nói là siêu hiếm thị trường cũng như là cái độ hay của nó. Vì dòng Class D thứ nhất nó khỏe, đánh được cả điện auto, nhà điện yếu vẫn đánh được. Cái điều quan trọng đấy. Và cái thứ hai với công suất này các bác đánh tốt là hai cặp loa bắt 30 các bác nhá. Và cho anh một đoạn nhạc với nào, các bác cùng nghe thưởng thức đoạn nhạc nữa nhá. Với combo 19.700.000 đồng, độ phủ cực kỳ hay luôn. Các bác về đánh không gian từ 30, 35 và tối đa 40m2. Dòng này nghe nhạc rất là hay. Tại vì sao? Vì cái dòng đẩy này tiếng nó thiên về độ sạch, chi tiết, độ chi tiết cực kỳ cao. Nó sạch sẽ, nghe độ trong. Bài nhạc này chậm nhỉ. Ngày nào để bác nghe có thu âm à? Nghe nhạc tuyệt vời luôn. Biết
một bộ karaoke tích hợp cả hát karaoke cả nghe nhạc, tích hợp trên con vang số chỉnh cơ. Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đời anh rơi mưa. Ôi biết đêm tim này vắng như lòng say, tình yêu lấp đầy rồi biết quên câu cười. Đậu phủ cực kỳ sao nhá. Với hết đó đây, ta em phơi bày. Đấy, Hiếu Minh ghi rất là xa rồi, bác nghe độ cái lời sắc nét chi tiết. Tại sao hôm nay em nhấn mạnh vào cái độ nghe nhạc? Tại vì con đẩy này ấy, đánh nhạc rất hay. Nó độ sáng sạch chi tiết dòng Class D. Lòng tôi đã biết vui biết buồn, ôm mối thương tư. Ngày nào cánh thiên đường đã nhất là thể hiện trên đôi loa MUF này tuyệt vời. Miệng môi ngọt đắng tình yêu cuối đường. Ok rồi, thế đoạn này. Vâng, như vừa rồi Hiếu Minh cũng làm bài test thực tế trực chiến ngoài trời một đôi loa MUF phiên bản đời cao nhất của MUF Bass 30 các bác nhá. Cho ra chất âm có thể nó tuyệt vời. Và hiện tại Hiếu Minh đang chào bán và cũng như phục vụ anh em với mức giá là 9.500.000 đồng một đôi này. Thị trường mà anh em đang bán đôi này đang quanh là mức giá 11 triệu các nhá, bao check thoải mái các nhá. Vì số lượng em về nhiều, em hôm nay buổi sáng Hiếu Minh mới dọn lửa thì trong đó có hai tông màu, nó có màu đen và có màu trắng nhá. Thì em mới chỉ bỏ ra để kiểm tra phần nội thất thôi, mới cả lau ở các viền này này. Vệ sinh hết viền các thứ này. Mình lau bát thôi. Đấy. Còn nó bên ngoài vỏ là Hiếu Minh chưa vệ sinh, nhưng ngoài vỏ những cái phần như Chatinoa này Hiếu Minh chưa vệ sinh này. Đấy. Và đây thì Hiếu Minh cũng quay chi tiết nội thất để các bác cùng ngắm nhìn. Thì phần căng Hiếu Minh mới giặt rồi. Căng đẹp long lanh nhá, như mới nhá, giặt xong long lanh luôn, như mới luôn. Nghe đôi loa nói chung là cái đôi đen kia thì em chưa vệ sinh rồi, đôi trắng này em vệ sinh tương đối rồi đấy. Nó đã đạt đến khoảng 90% rồi. Bãi xịn tuyển đẹp. Nhưng anh phần chép lên cái một ông ơi, đây nhờ cái nào Tiến ơi. Dòng này sử dụng chép của nó là chép Kesson. Nếu thì dòng loa sử dụng Kesson thì nó cho cái giải chép ấy nó hay lắm, nó sáng, nó sạch nha, củ chép Kesson vì nó chép lớn. Cái dòng này nhất là cái đít này, cái đít chép này nó bằng gang đúc không nhá. Đấy. MUF qua đời là đời khá gần các nhá. MUF này. Đẹp CD này. Chép cái dần em nhặt cái bát lên cho anh với nào. Cho phần chép này. Bát đi theo. Cái dòng này thì anh em review nhiều rồi. Nếu mình quay kỹ nội thất thì nhấc hẳn bát ra đi, nhấc hẳn ra đi quệt vào. Cái dòng này ấy, các bác nhìn cái lón này. Cái lón nó là thiết kế cái lón là lón bóng nha. Các bác nhìn cái dòng B3 Mialo nào thì cái dòng này nó thiết kế cái bát kiểu như thế. Và bích từ trắng nữa nhá. Có phân tần rồi, bông tiêu âm thủy tinh, bông này thế là rất ngứa này. Bông tiêu âm thủy tinh luôn nhá. Và cái phân tần rất gấu luôn. Phần đời cao nó có bóng chống cháy cho loa chép này các bác này. Nên dùng cực kỳ an toàn nhá, không lo về vấn đề bị cháy bát cháy chép đâu bạn. Cái bóng này để bảo thì ngại như bị zit mic ấy thì nó cái bóng này sẽ đứt, mà đứt đi thì tiếng test nó bị tối các bác nhá. Thì nó sẽ tối tiếng test đi về. Nhiều khi các bác chơi cũng như 125 mà các bác đang chơi đôi này này mà không may là đang bảo đang chơi sao hôm nay lại thì nó tiếng nó tối tép thế, nó cũng như kiểu gần như chết tép ấy, nhưng không phải đâu. Các mở ra thì thử bóng này sẽ hầu như nó sẽ đứt này. Đứt cái bóng đứt sợi tóc ra nếu trường hợp nhà bác đang chơi đôi này. Vì dòng này anh em đã bán rất nhiều năm, rất nhiều các cơ sở bán rồi, thỉnh thoảng về lô bãi thôi. Cái quan trọng là nếu mình về được cái lô giá nó hợp lý cho anh em chơi, 9.500.000 đồng một đôi. Thời điểm này là cực kỳ thời điểm vàng cho anh em mua loa bãi cũng như là các sản phẩm loa tại đơn vị Hero nhá. Chứ giữ giá tại cửa hàng nhá, các nhìn. Đấy. Trường nó mới cái này nó bị đứt bóng ấy thì anh em thì thay bóng này rẻ, thay bóng này các bác thay mất nếu mà đi cả thợ thay công ấy là mất 100.000. Còn anh em mà mua tự mua bóng về thay cái bóng này đứt tóc này
thì nó hết anh em mua là hết tầm 50.000, à quên, 55-60.000 cái bóng này. Bóng đắt ghê các bạn. Để một số lượng nhiều mua lít em biết được. Đấy, tại vì là thỉnh thoảng những dòng như JBL ấy, những dòng này về em thỉnh thoảng mua bóng về của anh em thỉnh thoảng đứt tóc ấy. Đấy. Trên phễu thì nó sập là MUF Auto. Nhấc phần bát lên tiếng. Phần bát nữa. Để bát em quay cho anh em. Bát nhá. Bát là gông gang đúc, đặt xuống bao nhiêu gông đây? 2 4 6 8 gông. 8 gông thôi nhá, dùng to quá. 8 gông nhá. Pick từ trắng rất đẹp. Đấy. Mã CD cũng như là tem MUF bên rìa. Màng là màng bóng, cái dòng này màng bóng chống nước nhẹ em nhá. Màng nó màng bóng này, lón bóng này. Lón bóng nhưng mà nó bóng cứng quá nhá. Đấy anh em nhá. Cân vải thẩm dầu là 3 lớp. Cái dòng này thì từ nó từ 19 nhỉ. Từ 19 coi 76, pick từ trắng. Pick từ trắng là dòng cho chất âm nó hay hơn pick từ đen quá nhá. Đấy. Nên vì sao khi bác nhắc đến dòng MUF model của nó đây, đây phần căng trước này em đây. Đặt thêm lấy thêm căng đe trắng ra đây anh em ơi. MUF mã hiện là KD12. Các bác gõ model này thị trường hiện đang bán mức giá những đôi như này. Những đôi như hiếu mình đang quay đây là giá loanh quanh là tầm 11 triệu. Thì hôm nay em bán giảm giá cho anh em là 9 triệu 500 đồng. Trong tầm tiền thì nói chung là MUF không có đối thủ. Tiếng nó hay lắm. Bát nó dày, nó đầm. Mà tép thì dùng tép là tép selection, tép nó hay, sáng, sạch sẽ, chi tiết đều đã thể hiện ngay phần đời tép đầu tiên của Hyundai Auto rồi. Công suất hoạt động thông thường 300, trung 600, cực đại lên 1200W, max các bác nhá. Ở độ chở 8 ohm. Đấy. Giải xuống từ 50 đến 20 kWh. Giải sâu kinh khủng, bình thường những dòng loa thông thường nó xuống xuống khoảng độ là 30, 35 hoặc 25, có giảm xuống tận 20. Nên các bác khi nghe tiếng bát mới em mới đánh không cần súp ấy. Đấy. Là các bác thấy là nó bát nó rất là sâu. Design England in Germany. Nghe là cái dòng này thương hiệu của Đức quá nhá, thương hiệu Đức. Mã CD mufaro.com. Hộp nhôm đó nhá, hộp nhôm. Để thủ trắng em dọn sơ qua này, mình nhìn đẹp chưa? Thì lúc đầu nó sẽ trắng tinh mà đem dọn thì người ta dùng một thời gian rồi thì cái màu này nó sẽ màu nó màu hơi sữa nhá, nó rất là đẹp. Màu hơi sữa rất là đẹp luôn. Thời điểm cận tề Tết không phải đơn vị nào cũng có những dòng loa chất như Hiếu Minh đang quay đây đâu. Bản thân hôm qua Hiếu Minh về rất nhiều hàng. Đây hôm qua về đây. Anh em ấy đưa kéo cái tấm gỗ lên cho anh này. Đây bên đơn vị Hiếu Minh đang dọn đây. Trong này em chả có gì đâu diễn bác. Nhiều lô lắm, em chưa quay đến ở trong này rất nhiều loa. Anh em đang vệ sinh. Em đang tiến hành vệ sinh nó lau đã các bạn, lau qua đấy. Thế nên cho em sẽ quay review cho anh em. Và tiếp theo đây nữa. Có một tấm gỗ bên trong kia, kéo nó tầng cho anh. 3 led hôm qua em về hàng. Đấy, 2-3 led lấy được với cả cộng với tấm gỗ trong kia nữa nhá. Tiếp theo là đôi màu đen. Thì đôi màu đen thì màu đen của nó là KD12. Nhưng cái hậu nó sẽ là hậu tiến lấy rẻ lau lau đi tí cho sạch sẽ nào. Đây là sạch không? Nhưng lên. Đây, đôi này đôi chưa vệ sinh. Đây cũng KD12 nhưng cái hậu này sẽ nhỏ hơn nhá. Công suất hoạt động từ 350, 700 và 1400. Con này công suất cực đại lên được 1400. Nghĩa là công suất nó lớn hơn. Kể giống nhau hay do cái ghế thùng hay sao ấy? Thùng giống nhau không nhỉ? Đấy. Giống nhau. Giống nhau đúng không? Kiểu KD đúng không nhỉ? Đấy. Màu đen thì màu đen nó sẽ con này như cửa đời gần ấy sao ấy? Nó có tem này tem phụ bên này. Đấy. Là cái vết bẩn nhá, tí nữa em kỵ này. Bẩn thôi. Đấy cũng xuống. Chép cái sần bát lấy rẻ lau đi, lau bẩn. Biết anh quay chẳng lau đi gọi là không bàn tí quay quá. Đấy như thì bên em ý hàng toàn về lô to. Cất lên đi em. Ơ. Anh đang phải căng. Căng thì bỏ ra ơ. Trời ơi ông này. Nhiều thì bỏ ra để xí nắp. Thì dòng màu đen nó thiết kế y xì dòng màu trắng kia là bát chép selection mới nhá. Chép selection. Đấy, chép selection này. Đúng con này em nhìn đúng là đời gần hơn này bác này. Đời gần hơn này nên là nó sẽ có cái tem phụ ở kia. Đời gần hơn. Đấy. Bông gì đấy, thật bát lên xem nào. Đây, thật bát này là tiếng ơi. Bông gì đấy. Tiếng quá phê luôn. Quan trọng là tập trung vào giá em, các anh em. Các bác mua hàng bên Hiếu Minh em cứ tập trung vào giá thôi. Nói thật sự luôn đấy. Phân tần rồi là màu xanh nhá. Rất gấu, giữ đây.
rất là gấu luôn. MF thì phân tần nó rất là gấu rồi, quá quen thuộc rồi. Đồng bộ từ phân tần này, từ phân tần này, từ bát, từ chép này, từ phễu này, đồng bộ MF luôn. Đấy. Căng ở đâu nhỉ? Có căng đen không? Đây căng đen đây nè. Các bác với những đôi loa này, các bác phối ghép với những bộ dàn nó tầm khoảng 16-17 triệu đến 20 triệu. Bộ dàn hợp lý mà chất lượng hay. Bao zin, bao xịn, bao đẹp luôn nhá. Đây là hàng em chưa lau chùi sạch sẽ đâu, hàng bao zin, bao xịn, bao đẹp. Bảo hành 1 năm. Đấy, anh em có nhu cầu thì lên em có lấy không? Để ngoài này này. Căng đen hàng đống căng đen mà để đâu không biết à? Anh em nhòm một cái xem căng đen đâu, đứng dậy nào. Vừa hôm qua tháo ra nó vào quên. Thì đứng dậy đi, hai người tìm đây, anh đang quay clip mà. Đấy. Mấy thanh niên này cất kỹ quá. Thì thời điểm này cũng báo cáo ấy, thì bên em đang áp dụng cái chương trình khuyến mãi với tất cả sản phẩm, thì giá này mình đang bán là giá khuyến mãi thực tế rồi nhá. Ngoài ra các bác nào tham khảo những dòng loa khác, bên em đều sẵn hàng với rất nhiều model loa giá tốt nhất cho anh em chơi. Căng này. Căng này tăng tem nhôm xay không? Logo xay không? Lần đây xem nào. Căng mới này. À, logo bọn này logo dán mà. Căng lỉ trong rất là đẹp các nhá. Ngoài là mặt lưới sắt. Nói chung là cái đôi này thì đã khẳng định trong thời gian rất nhiều anh em các cửa hàng chuyên nhập hàng bãi bán rồi. Mà ở đây là em tập trung vào giá hợp lý cho anh em chơi. Các bác có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ em nhé. Và xin ái chào các bác nhé.